Hello, xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì Hiệp đang đứng giữa khu vực của Tiến Thành. Cái vị trí này á là nó tiếp giáp giữa đường 719B và cái con đường dẫn vào cái khu điện gió. Ở đây có quy hoạch một cái khu điện gió rất là to luôn. Và đây là cái quang cảnh xung quanh, Hiệp sẽ chia sẻ cho anh em quang cảnh xung quanh nha. Anh em thấy phía sau lưng Hiệp không, rất là rộng luôn. Thì là các cái công trình ở đây đang diễn ra liên tục và rất là mạnh. Đây, ngoài phía xa xa các cái công trình ngoài kia anh em thấy đang đổ sắt, bê tông rồi các kiểu, đó là cái công trình của Nova anh em. Và cái dãy đồi màu đỏ, cát màu đỏ á, là cái dãy đồi của Nova. Và vị trí này là tập kết vật liệu. Và cái khu này, đây là cái điểm tiếp giáp giữa cái con đường dẫn vào ở cái khu điện gió. Đây anh em, rất nhiều máy móc thiết bị đang tập kết về đây để làm. Và vị trí này cũng là cái vị trí được quy hoạch và dọc theo cái đường 719 nha anh em nha. Và ở phía xa xa kia Hiệp sẽ chỉ cho anh em thấy một cái cần cẩu cực kỳ lớn luôn, lớn lắm đó. Đây là cái cần cẩu đang làm những cái mố trụ của khu điện gió. Cần cẩu này theo Hiệp phán đoán thì tầm cỡ 100 mét, bởi vì các cái đầu ngọn cây là cao khoảng 5-6 mét, nhưng mà nó chỉ nằm một chút xíu ở phía dưới thôi, còn cái phần phía trên rất là cao luôn đó. Đây là cái khu vực hiện tại ở Tiến Thành, và cái khu vực quanh đây đang được quy hoạch rất là nhiều thứ quy hoạch xung quanh đây, cho nên là cái tiềm năng biến đổi khu vực này là cực kỳ lớn. Tuy nhiên có một điều lưu ý trước cho các anh em mà quan tâm đến bất động sản khu vực này là chúng ta hãy kiểm tra quy hoạch cho thật là kỹ trước khi chúng ta mua. Nếu anh em không kiểm tra kỹ thì có thể vướng phải những cái điều chúng ta không mong muốn. Từ đây nhìn rất là rõ được các cái dự án Nova, thậm chí nhìn được cái đường xe chạy phía sau này, là phía sau này là phía sau lưng Nova nha anh em, và tiếp giáp với lại cái đồi đất đỏ anh em đang thấy đó, thì đó là cái con đường dọc đường 719 sẽ dọc ra đến đây. Và tiếp theo Hiệp sẽ có một số cái hình ảnh nó từ trên không, Hiệp sẽ quay một số cái cảnh xung quanh cái khu vực mà cái cần cẩu rất là to này, cần cẩu khổng lồ này đang làm, thì anh em xem thử là cái khu vực này tổng quan từ trên cao nhìn xuống nó sẽ như thế nào, cái cần cẩu này chính xác nó đang làm cái gì. Anh em hãy cùng theo dõi tiếp theo nhé.
Rồi, cảm ơn tất cả các anh em đã xem video của Hiệp. Nếu thấy những chia sẻ của Hiệp hay và thú vị, mang nhiều bổ ích cho anh em thì khuyến khích Hiệp bằng bấm like video này nhé. Và anh em nào chưa đăng ký thì bấm nút đăng ký bên dưới và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được rất là nhiều video tiếp theo của Hiệp. Rồi, Hiệp xin chào tất cả anh em. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nhé. Bye bye.